Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Cái video trước đó thì chúng ta đã sắp xếp theo thứ tự những con số theo kiểu bubble sort, tức là kiểu bong bóng. Thì cái video này là mình sẽ cố gắng để làm animation, tức là hiện ra cái mấy cái hình mà nó chạy qua chạy lại, coi 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 cái thuật toán nó chạy sao nha các bạn. Thì cái output nó sẽ ra giống như vậy. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Mình kéo cái này xuống cái code cũ nè các bạn. Cái video trước nè. Mình chạy xem mình có input là mình cho những cái số ngẫu nhiên. Cái output là sau khi mình dùng bubble sort mình sẽ có cái output từ nhỏ tới lớn đó. Rồi bây giờ đó mình cái chánh của mình đó, này mình mở lên cho nó lớn nha. Cái chánh của mình là ngay chỗ này, bubble sort mình sort vậy thôi. Ok, rồi bây giờ đó để coi mình cho 15. Ok, tại vì cái này mình cho cái màn hình là nó bự nhất. Đó, ok. Thì cái mình muốn là cái gì? Ok, để mình thêm chút xíu nha. Để mình làm hai cái này. Giờ cho mình hai cái biến đi. Cái này là cái width đi. Cái width của tức là cái chiều rộng của mỗi cái con số đó các bạn, giống như cái hình chữ nhật cái hình chiều cao nó đứng lên đó các bạn. Thì ví dụ như mình cho là 3 ô đi, mình nói ví dụ gì thì mình tính ở bên trái, thí dụ như nó có 15 nè. Có 15 cái bar, cái 10 tức là 15 cái cột của các bạn, thì mình lấy cái màn hình bự của mình nè, rồi mình chia cho mỗi cái cột nó có 3, rồi cái kích cỡ nó 15 số, thì 15 nhân 3 đại khái mình cộng trừ chia để mình kiếm bên trái. Mình cái mục đích của mình đó là mình đưa toàn bộ 15 cái số này, 15 cái cột đó nó nằm ở giữa màn hình đó, đại khái nó là như vậy. Ok rồi, bây giờ đó bắt đầu mình sẽ viết, mình vẽ ra trước khi mà mình làm thuật toán này. Mình vẽ ra đi, mình vẽ, mình chạy, mình cho cái biến chạy từ từ 0 đến cái kích cỡ là 15 đi. Rồi cái bắt đầu mình cho cái mình tính cái color, cái màu đó. Thì đại khái cái màu mình không muốn cái màu nó trùng với cái màu nền, đặng cho cái cột nó khác đó các bạn đó. Rồi mình cũng dùng cái library, tức là cái my windows mà mấy bữa trước mình viết á. Rồi mình lấy từ bên trái nè các bạn thấy không đó, rồi mình cộng trừ nhân chia đại khái mấy cái này á, là mình ngồi mò chút xíu nó cũng được, đại khái như vậy. Rồi xong rồi mình xóa cái mỗi cái cột rồi mình vẽ. Rồi cái đó, ok. Rồi mình chạy thử coi nó làm sao nha. Thì cái này nó không có thành vấn đề. Thì các bạn làm nó cũng ok. Nhưng mà mình làm trước cho nó đỡ mất thời gian. Ok. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó vẽ ra, thấy không? Bạn vẽ ra. Thì trong ví dụ 15 cột là mình vẽ ra như vậy đó. Đó, nó, cái này là số ngẫu nhiên. Số ngẫu nhiên nè các bạn ở phía dưới nè. Hai cái này mình bỏ đi nha. Rồi. Hai cái đã bỏ đó, tức là ngay cái này nè, hai cái này nè các bạn. Cái hàng in ra mình bỏ. Hai cái hàng in ra mình bỏ. Rồi mình chạy lại coi. Đó, 15 số ngẫu nhiên nó ra giống vậy đó các bạn. Đó, ok. Rồi. Thì cái này là gì để coi, mình nói sơ sơ. Cái này là giống như là mình để mình viết ra cái số ở phía bên dưới á. Cái số bên dưới đó các bạn. Ở dưới bên dưới thì là số này nè. Để coi mình nhỏ lại đi. Nè, cái số 20, 27, 29 đó là nó đó các bạn nè. Đó, mình lấy bên dưới nè. Trong mỗi cột cái mình viết cái số, cái giá trị của nó ra. Đó, ok. Để cho mình biết. Rồi, coi như mình vẽ ra được rồi. Rồi, thì bây giờ trong cái thực toán nè, cái thực toán bubble sort nè, mình làm cái gì nè nha.
Bắt đầu đó, bắt đầu để coi coi mình sẽ giống như khi mà mình swap tức là mình trao đổi đó, thì mình lấy cái màn hình chính của mình xóa đi. Mình xóa đi cho nó trắng rồi mình vẽ lại các bạn, nó hơi cùi bắp nhưng mà kệ. Ok. Nó chớp chớp nhưng mà mình học không phải là mình học cái đó. Ok, thì mình cũng dùng cái for loop giống như vậy nè các bạn thấy không? Đó, mình đem xuống mình vẽ lại thôi. Mình vẽ y chang giống vậy thôi. Nhưng mà với cái lúc đó thì nó sẽ ra cái lúc đó đó cái giá trị ở trong cái array này nó sẽ khác. Thì mình sẽ thấy nó chuyển đổi, à, đại khái như vậy. Mình có thể viết cái này là giống như là một cái function cũng được. Không sao mình coi coi nó giống hết không? Giống hết mình viết một cái function. Rồi, giờ bộ mình copy cái mình viết cái function nha các bạn. Cái function ví dụ như đó là raw array đi. Đó. Raw array thì cái bắt đầu mình nói để mình viết luôn cho các bạn khỏi mất công nha, chờ bạn chờ chút nha. Rồi các bạn, mình đã viết vẽ một cái array lên cái màn hình nha. Ví dụ như mình cho cái màn hình đó, cái window đó là console nè, cái array nè, với lại cái mỗi cái cột nó có cái độ rộng bao nhiêu nè, cái kích cỡ của bao nhiêu cột nè, bên tay trái của màn hình nó là cái gì nè. Đó, thì đại khái á, là trước khi cái cột đó đó bắt đầu mình xóa nó bằng cái màu nền nè. Đúng không? Rồi xong đó, sau đó là mình vẽ cái giá trị thật của cái cột đó nè. Rồi phía dưới của cái cột đó mình vẽ mình viết cái giá trị của ngay cái mảng ngay cái chỗ đó. Ok. Giờ mình thấy lại ngay chỗ này. Ngay chỗ này trước khi mình vô cái mình vẽ cái một cái array, sau khi nó swap mình vẽ một cái array mới. À thấy không? Ok. Rồi bây giờ nó sẽ ấy mình giờ mình tạm dừng chút xíu, tạm dừng đó thì mình có cái function nó viết sẵn, ví dụ mình 1 giây á thì mình có 1 giây và cái mình đó mình tạm dừng 1 giây cái mình coi coi ra được chưa. Ok. Rồi đó 1 giây đó các bạn đó. Ồ 1 giây thì nó chậm quá ha, đó nó chạy đó. Ok, thì bây giờ ví dụ như một phần 10 giây đi, 1 phần 10 giây đi là 100 millisecond đó. Đó, 100 millisecond mình thấy nó nhúc nhích. Cũng được được ha. Bây giờ ở phía dưới này á, ngay chỗ này nè các bạn, mình sẽ coi hai cái số nào nó đang so sánh với nhau rồi rồi rồi, rồi mình dời 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 đi đúng không? Mình làm muốn làm cái đó coi nó làm sao. Thì trước nhất là để coi mình viết cái code sẵn rồi mình thêm cho các bạn nghe ngay chỗ này. Thì cái chỗ này mình cũng chạy từ 0 cho tới cái kích 15 cột rồi mình vẽ ra giống như mình bôi đại khái cái dòng này là để mình bôi bôi ở phía dưới nó viết cái gì dưới đó giống như rồi cái mình vẽ bên left với bên right giống như là hai hai cái cột mà mình đang so sánh vậy đó các bạn. Đó, ok. Đó, cái nhiệm vụ ngay chỗ đó là nó như vậy. Rồi, rồi sau đó đó, ok. Sau khi mà nó chuyển đổi rồi đó, thì mình mới vẽ hai cái bên tay trái với bên tay phải cũng giống y chang như vậy luôn. Để cho giống như là mình biết được hai cái cột nào nó đang giống như là nó đang so sánh đó các bạn, thấy không? Rồi, ví dụ như mình dừng ở ngoài đi. Mình dừng 300 millisecond đi. Rồi. Rồi sau đó đó. Cái để coi coi mình làm gì ta. Rồi mình thêm cái dòng lệnh này đi. Dòng lệnh này nha các bạn. Sau khi mình khỏi cái loop đó. Thì bắt đầu mình viết lại những cái số. Thấy không? Những cái số mà giống như là mình đi từ nè. Mình đi từ cái đoạn mà giống như phía sau mà làm xong rồi đó thì mình highlight nó lên màu đỏ để cho nó biết nó làm xong, thấy không các bạn? À, cũng có giá trị của mỗi cái cột đó nhưng mà những cái cột phía chót á mình cho nó lên mà giống như là cái chữ nó là ra màu đỏ để nó biết được là ok cái đó nó xong rồi. Rồi mình đang thử coi nghe
Thì mấy cái index này đẩy tới ngay chỗ nào đó mình ngồi mình tính chút xíu nó cũng được rồi các bạn. Rồi rồi. Đó, hai cái kiểm tra này các bạn thấy không? Hai thằng này khi mà nó đổi cái nó sẽ dời 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 như vậy đó. Ok, rồi. Xong, đó, cái cột chót này xong. Ú, con này nó nhiên nó biến mất ha. Rồi, nó biến mất. Rồi coi mình làm nó làm sao. Nó viết cái nó biến mất không? Rồi, mình coi mình sửa đó làm sao ha. À, ngay chỗ này nè các bạn, ngay cái chỗ mỗi lần mình vẽ cái array cái mình viết cái số đó phía dưới đó, mình viết màu cái nền nền xanh màu trắng, cho nên lúc nào cho nên nó bị ngay chỗ dưới đây khi mà mình viết màu đỏ đó thì nó bị đè lên, cho nên mình bỏ bỏ mình bỏ trong cái phần sành này mình không viết. Thì sau khi mà mình vẽ nguyên cái cột đó ra rồi mình sẽ viết những cái số đó lại, mình viết nó cái nền xanh chữ trắng. Thì sau khi ở phía đây nó có đổi thành màu đỏ thì nó cũng không có bị thay đổi. Ok, giờ mình thử nha, mình đóng hai cái này cho nó chạy nhanh nhanh chút xíu coi nó được không. Rồi từ từ mình muốn coi cho nó đã con mắt thì mình chậm chậm lại. Ok, đó nó chạy nhanh đó các bạn. Đó, ngay mà đỏ những gì mình muốn nè, đó. Đó. À, ngay chỗ này cái cuối cùng nó chưa cái mình cho biến mất hai cái này với cái số này luôn nha các bạn. Đó. Ok. Thì giờ mình biến mất đó đó. Mình sẽ ra giống như là sau khi mà mình ra khỏi cái loop rồi. Tức là mình làm xong rồi đó các bạn. Thì mình viết lại ngay cái chỗ thêm một cái dấu này đi. Đó, mình viết ngay cái cột đầu tiên. Cái giá trị đầu tiên là cái màu đỏ. Rồi xong rồi cái mình bôi xóa xóa hai cái chữ L với cái chữ R là left right đó các bạn. Rồi mình viết cái chữ đen. Cái chữ đen đó thì mình tính cho nó giữa màn hình. Đó, rồi. Ok, ví dụ như mình chỉnh lại thay vì nó 10 size 15 mình nói size 5 thôi đi các bạn cho nó nhanh ha. 5 đó đành à, các bạn thấy không đó là dưới đành đó. Đó ví dụ như là ok size 10 đi 15 đi 15 lại đi thì mình cũng có thể tùy chỉnh ví dụ như cái này ví dụ như mình nói 5 đi mình nói cái chiều rộng của mỗi cái cột là 5 đi đó 5 đó các bạn thấy không đó nó chạy đó nó chạy đó. Rồi, tạm được rồi. Thí dụ như cái cột của mình là 4 đi. 4. Ok. À, bắt đầu mình vẽ. Rồi mình ngừng 300 ms đi cho nó có nhúng nhích. Thí dụ 3 đi. Thôi 4 đi cũng được. Còn sao nghe các bạn? Đó. Nó chạy cũng còn nhanh quá. Các bạn thấy không? Đó, nó cứ so sánh. Rồi. Thôi cái cột bự quá, cột 3 thì mình thấy nó ok, 3 đi nha, rồi 10 đi, 10 đi. Ủa, 10 thôi các bạn. Rồi. Mình chạy lại coi. Đó thì các bạn thấy không cái màu đỏ nó di chuyển cái xanh nó di chuyển qua chót đó nó đại khái nó như vậy nó kiểm tra từng cặp còn mấy cái sao chót đó là nó xong rồi là bắt đầu nó hiện lên màu đỏ và các bạn thấy không đó ok rồi thì đó xong xong đền đó các bạn thấy không ok thí dụ như mình nói 15 20 cũng được thì nó chạy chậm hơn chút xíu tại vì ví dụ như 20 đi rồi một lần nữa thôi nha để cái mình giới thiệu mình thì tóm lại cái bài này á là giống như mình làm á những cái thông số á nó đều là biến hóa hết
thì khi mà mình thay đổi á, nó sẽ cái chương trình của mình nó chạy cũng còn đúng. À, cái đó là cái mục đích cuối cùng. Tại vì á, khi mà thực tế á, mình làm gì cũng vậy thì lúc đó mình tùy chỉnh à. Chứ còn mình làm mà giống như là nó chết luôn rồi mình chỉnh cái là con số nó thay đổi là nó hư hết những cái chỗ khác, đại khái vậy không? Giống như cái này nè, mình nó muốn 4 thì nó cũng chạy đúng, mà muốn 5 nó cũng chạy đúng. Thì cái này luôn tính vào cái vị trí, giống như là có 10 10 10 cột thì nó nhân là bự là lớn là bao nhiêu, rồi cái chiều rộng nó chia ra nó tính ở bên tay trái như để nguyên 10 10 cột đó nó nằm ở giữa màn hình, đại khái như vậy. Mọi thứ nó đều liên quan với nhau hết. Cho nên nó mình thay đổi một số đó, thì những cái số kia nó sẽ chạy đúng. Nó không có bị sai. Hiểu không? Đó thì khi mà các bạn làm đó là mình cũng nhớ những cái đó. Đó, bây giờ nó có 20 số nè. Các bạn nhìn nè. Bạn thấy cột đen nó lớn nè không? Nó chạy 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 nè, tới cái cột xanh này, xanh lớn nó bắt đầu xanh chạy nè. Đó. Đó. Ý tưởng của mình là vậy đó, xanh nó chạy chạy tới cái chót. Xong nó đứng lại nó mát rồi nó cái cột chót là xong rồi. Cột màu vàng nè các bạn. Đó, giờ cột màu đen lớn hơn nè, đó. Bạn thấy không? Rồi xong, đó, rồi bây giờ mình nhìn trong hết này mình thấy cái cột màu vàng nè, đúng không? Nè, màu vàng này khi mà nó đụng màu vàng cái nó chạy qua nè, đó. Bạn thấy không? Rồi tới cái cột màu hồng nè. Màu hồng nè. Tức là những cái thằng nào lớn á, cái thuật toán này là những thằng nào nào nặng á, là nó chìm xuống dưới đáy. Đó là kiểu là vậy, thì những cái thằng nào nhẹ nó nổi lên phía trên. Cho nên nó kiểm tra bên trái bên phải. Rồi bên phải bên 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 trái mà nặng hơn thì nó cho qua bên phải và bên rồi nó chuyển cái nhẹ từ bên phải qua bên trái. Đó thì cái thuật toán này là như vậy. Thì các bạn thấy nó tốn công không, mỗi lần mình tăng cái kích thước của cái array lên đó, tức là con số mình có 1 triệu lần đó, thì mình 1 triệu mà mình chạy thì 1 triệu lần nữa hai cái dòng lập thì mình sẽ ra rất là lớn đó. Cho nên cái này nó là big O of n square, tức là big O of n bình phương đó các bạn đó. Rồi ok, video này xong. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, làm cho nó có màu mè, cho mình thấy nó hấp dẫn để mình cố gắng học rồi cho nó ngon lành. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những cái kỹ thuật sắp xếp mà hay hơn ở những video kế. Rồi chào tạm biệt, bye bye.